Chào các bạn, ở bên cạnh mình đây đang là chiếc camera hành trình Z247 Pro Max của Navicom và mình đã trải nghiệm cái camera này với xe của mình trong khoảng được một tháng này. Trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin, những cái đặc điểm và tính năng của cái camera hành trình này. Nó không chỉ là cho xe cá nhân đâu mà nó còn dành cho những cái dịch vụ vận tải, dịch vụ thuê xe và để xem là nó có cái điểm gì hấp dẫn nhé. Với các mục đích sử dụng khác nhau như mình vừa liệt kê thì Z247 Pro Max nó phải có những cái tính năng và những cái trang bị khác với lại những cái camera hành trình mà dành cho xe cá nhân. Ở đây thì mình đang có một bộ đây, các bạn sẽ thấy là nó sẽ chia ra làm hai thành phần chính của nó như này. Dĩ nhiên là ngoài cái này ra thì chúng ta còn một đống những cái dây nhựa khác nhau nữa để kết nối đến hệ thống xe và kết nối những cái thành phần này với nhau. Như các bạn thấy thì mình đang lắp cái Z247 ở trên xe của mình. Các bạn sẽ thấy là nó rất là gọn gàng đúng không? Thì thực ra người ta có thể làm ra một cái camera hành trình có kích thước nhỏ như này thôi. Thì đây chỉ là cái phần mắt để ghi hình của nó mà thôi. Tức là toàn bộ những cái khác, ví dụ như là bộ xử lý, khe gắn SIM hay là đầu phát wifi gì đó thì nó nằm ở khu vực khác. Nói chung là cái bộ não của cái này nó nằm ở khác. Còn đây thì như các bạn thấy á, nó chỉ là cái bộ phận để ghi hình mà thôi. Và cái này cũng rất là hay nha, tại vì nó có hai camera ở đây mà, một cái camera để ghi hình phía trước và một cái camera để ghi hình phía sau. Thì khi mà mua chúng ta có thể chọn giữa hai, tùy chọn, đó là ghi hình ở trong cabin xe hoặc là ghi hình ở đằng sau xe. Về thông số kỹ thuật thì cái camera phía trước này có độ phân giải là Full HD, tức là nó có thể ghi hình hoặc là quay video 1080p. Trong khi cái camera để mình ghi ở bên trong cabin này thì nó có độ phân giải là HD 720p. Và nó cũng có cả cảm biến hồng ngoại nữa, tức là khi mà điều kiện nó không đủ sáng thì nó sẽ kích hoạt cái cảm biến này lên để nó ghi hình trắng đen. Và chúng ta có thể xem rất là rõ ngay cả khi mà điều kiện ánh sáng yếu hoặc là rất là tối. Nó giống như là những camera ninh trong nhà chúng ta mà thôi, nó sẽ tự động nó kích hoạt cái ghi hình hồng ngoại này lên khi mà nó không có đủ ánh sáng. Còn nếu mà có đủ ánh sáng thì cái camera bên trong xe nó vẫn ghi hình là màu sắc. Về thiết kế thì cái cụm camera nó có thiết kế rất là nhỏ gọn và đơn giản. Mình chỉ việc dán cái miếng keo này lên cái kính chắn gió của mình là đã xong rồi. Còn đây là cái bộ não của cái Z247 Pro Max này. Nó có một cái thiết kế nhìn như là một cái ổ cứng hoặc là một cái linh kiện máy tính ấy. Tất cả những cổng kết nối thì sẽ được đặt về một phía, bao gồm có tín hiệu GPS, cổng C, rồi là khe gắn SIM, khe gắn thẻ nhớ hay là mic. Thì cái Z247 này nó cũng có tính năng phát wifi, tức là chúng ta sẽ mua một cái SIM data chúng ta gắn vào đây thì tất cả những người ngồi trên xe để sẽ có wifi để sử dụng. Cái cục này nó có thiết kế rất là nhỏ gọn và đẹp và chúng ta hoàn toàn có thể giấu nó đi ở bên trong xe một vị trí nào đó mà chúng ta không nhìn thấy. Tức là thông thường trong quá trình sử dụng hàng ngày chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi cục này mà thôi, rất là nhỏ gọn. Cách thiết kế này khá là hay, nó không chỉ giúp cho camera hành trình nó gọn đi mà chúng ta hoàn toàn có thể giấu cái này đi bên trong xe bất cứ chỗ nào mà chúng ta không nhìn thấy. Như các bạn đang thấy thì mình đang kết nối cái Z47 này với cái xe của mình thông qua cổng OBD2. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết nối camera hành trình này trực tiếp vào hệ thống điện của xe, tức là sẽ có hai cách kết nối. Cũng giống như bất kỳ cái camera hành trình nào khác thì cái Z47 Pro Max này cũng có thể điều khiển và quản lý thông qua ứng dụng ở trên iPhone hoặc là trên Android. Đây là cái giao diện của ứng dụng quản lý camera Navicom ở trên Android của mình. Các bạn thấy là cái giao diện chính này thì nó sẽ hiển thị một số cái thông tin cơ bản về chiếc xe của mình. Ví dụ như trong khoảng thời gian trong ngày hôm nay thì mình đã di chuyển được bao nhiêu, vận tốc là bao nhiêu đó. Và khi mà bấm vào cái nút này thì chúng ta có thể xem được từ xa là cái vị trí xe của mình ở trên bản đồ này, cũng như là cái hình ảnh camera trước hoặc là camera ở trong cabin xe. Các bạn thấy là cái tốc độ nó rất là nhanh đúng không? Tại vì Navicom sử dụng cái server, cái máy chủ đặt tại Việt Nam, cho nên là cái tốc độ truy xuất cũng như là tải file nó sẽ rất là nhanh, bên cạnh cái vấn đề bảo mật. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy là có một số những cái tính năng của Z247 Pro. Đây thì chúng ta sẽ có cái vị trí này. Ứng dụng nó sẽ hiển thị chi tiết cái thông tin về vị trí xe của mình. Các bạn đang thấy là mình đang kết nối cái điện thoại của mình với cái camera trong xe thông qua wifi. Bởi vì cái camera này bản thân nó có wifi. Thêm nữa là nó không cần xe phải bật nha. Cái xe mình đang tắt thì mình hoàn toàn có thể biết được vị trí cũng như là hình ảnh trực tiếp real time về cái xe của mình. Cái phần thứ hai này đó là theo dõi lộ trình. Đó thì nó sẽ hiển thị lên đây là mình đi qua những đâu, bản đồ đi qua những đâu, từ điểm đi và điểm đến, thông tin về tọa độ ở đây. Cái tính năng này có thể là người dùng cá nhân không cần thiết, nhưng mà với những ai làm dịch vụ vận tải, đi chở khách, đi chở hàng hoặc là cho thuê xe thì sẽ rất là cần thiết. Cái phần này là để xem lại những cái video, những hình ảnh mà camera hành trình đã ghi được. Đó, ví dụ như ở đây thì mình đang bật cho các bạn xem về cái camera trước này. Đây là đó, thì các bạn thấy là cái tốc độ tải nó rất là nhanh đúng không? Gần như là nó không có độ trễ. Hoặc là một hôm khác, đó là hôm mùng 3 tháng 4, để mình mở cho các bạn xem. Đó, thì nó sẽ lấy thông tin, lấy cái dữ liệu từ máy chủ và nó tải xuống để cho mình xem. Ở phía trên là thông tin về hình ảnh và phía dưới là thông tin về bản đồ. Còn về cái camera phụ ở trong cabin thì để mình mở cho các bạn xem nha. Đây là một đoạn vào buổi tối này. Đó, đây là khi mà xe mình đang ở dưới hầm thì phải này. Đó, thì các bạn thấy là dưới hầm nó rất là tối và như này thì camera nó kích hoạt cái chế độ hồng ngoại lên thì hình ảnh nó chỉ là đen trắng, nhưng mà vẫn là rất là rõ nét và hoàn toàn biết được hết tất cả những chi tiết ở bên trong cabin.
Đây là một cái video khác mình quay vào ban ngày này. Đó thì các bạn thấy là nếu mà điều kiện ánh sáng đủ thì chúng ta vẫn xem được video dạng màu bình thường thôi. Mình hoàn toàn có thể tải những cái video hoặc là những hình ảnh về máy hoặc là xem trực tiếp ở trên đây. Mình nghĩ là xem trực tiếp là ok rồi, trừ khi mà chúng ta trong những trường hợp ví dụ như cần bằng chứng gì đó chẳng hạn thì mới phải tải về thôi. Còn bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể xem lại như này với cái tốc độ rất là cao. Nhìn chung thì cái chất lượng hình ảnh và video từ cái camera quay lại này nó rất là tốt, chi tiết và cái tốc độ cũng cao nữa. Mình hoàn toàn có thể xem playback lại trực tiếp từ đây mà không cần phải tải về máy. Cái phần cuối cùng này đó là hàng rào địa lý này, thì chúng ta có thể thiết lập hàng rào cho cái xe của mình, cái vị trí xe của mình. Ví dụ như mình đang thiết lập vị trí xe đây là cái chỗ làm việc của mình này, thì với cái hàng rào này khi mà cái xe nó di chuyển ra bên ngoài thì mình sẽ nhận được cảnh báo. Có thể là người dùng cá nhân sẽ không cần, nhưng mà những cái mục đích khác thì chúng ta sẽ cần điều này. Z47 Pro Max cũng có một số những cái tính năng bổ sung thêm, ví dụ như là nó sẽ cảnh báo ở một số tuyến đường mà chúng ta đi quá tốc độ thông qua GPS, hoặc là cảnh báo nếu mà có ai tác động đến cái xe của mình thì nó cũng sẽ gửi về cái điện thoại này. Đó là chi tiết về cái camera hành trình Z247 Pro Max của Navicom mà mình đang sử dụng trên cái xe của mình. Đây là một cái camera hành trình dành cho rất là nhiều mục đích sử dụng khác nhau chứ không chỉ cho xe cá nhân đâu. Cho nên là các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều những cái tính năng cũng như là những cái trang bị, đúng không? Cái hay nhất là mình có thể kết nối và mình xem thời gian thực những gì đang diễn ra với cái xe của mình, ngay cả cái xe nó đang tắt máy, cũng như là hai mắt camera, một mắt để quay phía trước và một mắt để quay bên trong cabin xe của mình, để mình biết tất cả những cái gì nó đang diễn ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.